một viên, cô Ly và những người bạn. Tập 24, an toàn khi ở hồ bơi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ba, chúng ta xuống hồ bơi được chưa? Chúng ta vào trong hồ bơi nha chú. Chưa đâu, điều quan trọng là phải làm nóng trước. Sẵn sàng, ribbit, 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 ribbit. Chú đang làm gì vậy chú? Ếch bơi lội rất tuyệt vời phải không? Ribbit, 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 ribbit. Nước ấm quá đây. Căng quá. Khoan đã cho đi. Peter. Cậu không có biết bơi phải không? Cậu quan tâm làm gì? Peter, không có vấn đề gì đâu con. Chỉ cần học thôi mà. Chỉ cần học với chú là con sẽ biết bơi ngay lập tức. Thật không chú? Đầu tiên, hít vào. Sau đó, thở ra. Chỉ cần học như vậy thôi, con thử đi. Thôi đi, chọn đi. Đây là cách giữ cho đôi chân thẳng. Wow, con đang tự bơi đó. Để con tự bơi mà chú. Peter, đi nào, con sẽ làm được. Hai chân cứ tiếp tục đạp đi, gần tới rồi. Đúng rồi, con đã làm tốt. Bây giờ con biết bơi rồi. Cậu đã làm rất tốt, Peter. Johnny, chúng ta hãy bơi đến bên kia đi. Được rồi. Khoan đã, nhớ là đừng bơi chỗ sâu nha. Ê, miễn con cứ có thứ này là con sẽ bơi tốt thôi. Tới giờ nghỉ của tôi, mọi người ra khỏi hồ bơi ngay đi. Chúng ta vào trong kiếm gì nhẹ nhàng ăn đi. Đi ăn thôi. Tất cả những gì anh cần làm là quăng như vậy. Nó phồng lên ngay lập tức. Và anh đã sẵn sàng hỗ trợ người cần sự giúp đỡ. Cảm ơn Amber, nhờ em hết đó. Anh hãy giữ cái phao ở đây đi. Tốt quá. Chụp lấy. Cô chú. Tuyệt vời. Chuyện gì vậy? Ông, chú có ổn không vậy? Chú phải đi nhà vệ sinh, hai đứa chơi tiếp đi nha. Ba không thể đi bất cứ đâu. Sao cậu lại đánh mạnh như vậy? Rồi, để mình đi lượm. Giờ chỉ cần chút xíu nữa thôi. Chút xíu nữa. Peter làm việc tốt. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Mình sẽ nhảy xuống đó lượm lại. Gì? Cậu không thể. Phía bên này sâu lắm đó. Mình chỉ cần nhảy vào đó một phút rồi sẽ lên liền. Đợi đã, Peter. Thấy được rồi. Johnny, sẵn sàng để bắt bóng đi. Mình còn sống. Peter, em vẫn ổn chứ? Dạ, giờ em đã thấy khá hơn nhiều. Peter, em may mắn lắm, em có biết hay không? Em xin lỗi chị nhiều. Chú không nên bỏ mấy đứa ở lại đây một mình. Peter, Johnny, chị muốn nói một số quy tắc an toàn khi ở hồ bơi. Khi chơi trong nước, nên sử dụng các dụng cụ an toàn như cái phao hoặc áo phao. Đừng bao giờ tự mình bơi trong nước sâu. Cố gắng làm nóng một chút trước khi bơi để tránh bị chuột rút. Nếu nhảy vào nước lạnh một cách quá nhanh, có thể gây ra các vấn đề tim mạch. Hãy dành thời gian để làm quen với nước và bơi từ từ. Đừng bao giờ chạy trên sàn hồ bơi vì nó thường ẩm ướt và trơn trượt. Trước khi nhảy xuống, hãy chắc chắn về độ sâu của nước. Đừng đi bơi ngay sau khi ăn no. Hãy để thời gian tiêu hóa thức ăn. Tụi em làm được không? Dạ được. Em ơi. Và từ giờ trở đi sẽ không rời mắt khỏi hai đứa. Dạ.
an toàn hơn nhiều. Nhưng tụi con không phải là trẻ nhỏ. Làm ơn. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Đám cháy ở trong rừng. Chúng ta tới chưa? Một chút nữa thôi con. Một tiếng trước anh đã nói vậy rồi. Hả? Ba, có nhìn thấy không? Con má đằng kia kìa. Ở đâu? Tuyệt vời. Ôi mệt quá. Mẹ, xem gì nè? Không, không, mẹ không cần. Nào, cười lên. Cười. Hả? Nhìn kìa. Hả? Có cháy rừng ở đằng kia. Jin, đội cứu hộ xin nghe. Jin, có chuyện rồi. Đang có trận cháy rừng ở núi Vroom. Cháy rừng? Gì vậy hả Jin? Đang có cháy rừng ở núi Vroom. Gia đình Peter đang ở đó. Cậu phải huy động đội cứu hộ ngay lập tức. Đã rõ. Bình tĩnh và nghe theo chỉ dẫn của con được chứ? Một, ra khỏi đám cháy và đi tới những nơi có địa hình thấp. Gió làm đám cháy lan rộng nên chú hãy đi ngược hướng gió thổi. Cảm ơn Jin. Vậy hướng gió là đi hướng nào? Hướng nào là hướng gió thổi đây? Nhưng ba, giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta có phải gặp nguy hiểm không? Đừng lo lắng các con. Ba sẽ hướng dẫn và đưa chúng ta đến nơi an toàn mà. Phải không ba yêu? Đúng vậy. Sẽ ổn thôi, hãy tin ở ba. Hướng này, đi nào. Cơn gió khiến việc dập tắt ngọn lửa thật là khó khăn. Mình biết rồi, cố một chút nữa thôi. Này, Bác kia. Mình nghĩ là cậu cần giúp đỡ, may mắn mình có bố. Tuyệt vời. Nè Haley, tìm xem gia đình Peter ở đâu. Biết rồi. Ôi không, có hai con đường. Jin, một đường đã bị lửa thiêu cháy và một đường thì ổn, nên đi đường nào đây? Bây giờ hãy đi con đường vừa bị thiêu cháy. Con có chắc là đi đường đó không? Nếu nó đã bị cháy, ngọn lửa chắc chắn đã đi qua rồi, như vậy sẽ an toàn hơn. Chú hiểu rồi. Được rồi, đi hướng này. Mọi người có sao không? Ổn, bọn anh không sao. Jin, Jin. Điện thoại hư rồi. Vậy ba ơi, bây giờ mình phải làm gì đây? Peter, Lucy. Con nghe gì không? Haley. Hả? Dưới này. Họ đây rồi. Rồi, tìm thấy rồi. Tốt, đưa họ đến nơi an toàn. Hãy kết thúc nó nào. Thật may là không có ai bị thương. Nhờ có chú Robert gọi điện báo nhanh, hầu hết khu rừng mới được an toàn. Không cần cảm ơn đâu. Ba ơi, ba giỏi lắm luôn đó. Nếu chúng ta thấy một đám cháy rừng, gọi 911 và di chuyển đến nơi càng xa càng tốt. Đi tới nơi địa hình thấp, không nên lên trên cao. Gió sẽ làm lan rộng đám cháy, nên hãy đi ngược chiều hướng gió thổi. Nếu chúng ta đang ở trong đám cháy rừng, hãy nhớ đừng hoảng sợ, tới nơi đã bị đám cháy đi qua, hoặc nơi có ít cây, đường thoáng và những nơi có đá sỏi đều được. Nhưng hơn hết, phải nhớ luôn giữ bản thân thật bình tĩnh. Như vậy, chúng ta sẽ được cứu thoát. Hiểu rồi. Sao vậy con?
mẹ. Nhưng con sóc ban nãy thì sao? Không sao đâu, mẹ chắc là nó đã tới được nơi an toàn rồi. Wow, nó kìa. Con sóc đã an toàn rồi kìa. Có thấy không Lucy? Đấy, tạm biệt gia đình sóc con. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập 4. Đàn ông xuất hiện. Cẩn thận đó. Xong rồi, ổn rồi đó, Lindy. Cảm ơn các cậu. Hả? Jean, có chuyện gì vậy? Xem ra các cậu phải đi xử lý tổ ong rồi. Có một cái ở nhà của Cindy. Được rồi, tụi mình sẽ tới đó liền. Hayley, tới nhà của Cindy thôi. Hiểu rồi. Tạm biệt các cậu. Ta-da! Wow, ngon quá vậy thầy. Đây là bánh donut gấp đôi sô-cô-la. Mình phải xếp hàng từ lúc sáng sớm mới mua được đó. Ông thôi mà, có gì phải sợ chứ. Peter, nhìn kìa. Nhìn đâu? Ủa, vậy là sao? Cái tổ ong này có ở đây từ lúc nào vậy? Bánh của mình cả tuần chỉ có một ngày bán loại này thôi đó. Được, kệ bọn chúng đi, mình phải đi lấy lại bánh. Johnny! Giấc mộng sô cô la nhân đôi. Johnny, có sao không? Ồ, chết, mình cứu được một cái. Không. Mình mới nghĩ ra ý này hay lắm. Dễ mà có đúng không? Một chút nữa thôi. Nhanh lên đi. Lôi lại để mình làm cho. Được được ha. Tuyệt vời. Vậy là không được ăn rồi. Các cậu giúp mình một tay đi. Đàn hộp giấy tiến lên nào. Nhiệm vụ là giải cứu đồ nít. Peter ngầu quá. Xác định được chỗ để bánh rồi. Mình đang tiến sâu vào lãnh thổ của kẻ thù. Bánh donut sẽ được giải cứu trong 3 giây nữa. 2 giây. 1 giây. Hoàn thành nhiệm vụ. Yeah, hoàn thành rồi. Giờ mình bước ra đây. Đi. Chị sẽ chỉ các em cách đối phó khi bị ong đuổi theo. Nghe nè, khi nhìn thấy ong, các em đừng cố gắng đuổi chúng đi, cứ lặng lặng rời đi là được rồi. Còn lúc thấy tổ ong thì đừng đụng vào, hãy gọi điện báo chính quyền xuống hỗ trợ chuyển nó đi chỗ khác.
Khi bị ong đuổi theo, cứ che đầu rồi nằm xuống, bảo vệ cơ thể. Nếu bị ong chích, đừng đụng vào vết thương mà tới bệnh viện gần nhất để sơ cứu. Các em nhớ mà, đúng không? Tất nhiên là được rồi em á. Mình nghĩ tới lúc tụi mình được ăn bánh rồi đó. Đói mèo rồi. Có ong nữa kìa. Không, dân ong sẽ vô lại nhân đôi của mình. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim tuyệt đối không được quên tắt bếp ga. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Hết lại đâu. Hôm nay chúng ta sẽ làm món mứt dâu, sau đó quết lên bánh mì. Tuyệt vời. Ủa, dâu nè, tuyệt vời. Thôi đi, dâu này dùng để làm mứt mà. Đừng giành nữa, em có nhiều rồi mà. Hai đứa, đừng cãi nhau nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi mứt dâu đi. Dạ. Mứt ngon quá, mứt mứt. Mẹ ơi, con sắp chết gì đó rồi. Sắp xong rồi. Giờ thì đợi nó sôi lên là được. Mẹ, cho con nếm thử nha. Không được. Ờ, em sao vậy? Mứt này để ăn với bánh mì. Truyền thống là vậy mà. Lucy, ra ngoài phòng khách lấy bánh mì đi con. Dạ mẹ. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, nhìn kìa. Bánh mì của con. Chó hư. Lucy, mua thêm bánh mì là được rồi, đừng khóc con. Lucy, con muốn cầm giùm hay không? Không, con phải bảo vệ bánh mì thoát khỏi chó con. Biết đâu nó ăn hết mất ở nhà rồi. Ôi không. Mẹ ơi, coi chừng Bách đi ăn hết mất đó. Bình tĩnh đi Lucy, mất còn đang ở trên bếp mà. Bách đi không giới tới được đâu. Các con à, hình như mẹ quên tắt bếp mất tiêu rồi. Không tắt thì có vấn đề gì hả mẹ? Có thể mứt sẽ bị cháy và xảy ra hỏa hoạn nữa. Mứt bị cháy hết hả mẹ? Mứt bị cháy không sao hết, nhưng mà nhà của mình sẽ bị thiêu rụi. Trang Trang. Hả? Là Trang Trang. Táo của mình lăn xuống đường rồi. Được rồi, mẹ tới đây. Hay quá. Chị gì ơi, chị có làm sao không vậy? Tôi không sao, cảm ơn anh. Sao tới nhà rồi? Đi thôi, nhanh lên mẹ ơi. Các con à, cứ đi theo mẹ. Bên này cũng bị chặn mất tiêu rồi. Mẹ ơi, nhà mình mà bị cháy thì bên đi có sao không nhờ mẹ? Bên đi, cho mình xin lỗi vì đã la cậu. Không, không có chuyện đó đâu. Lấy thôi mẹ. Đi, phải thử thôi. Đi thôi, chúng ta về nhà nhanh lên. Mẹ tuyệt vời quá mẹ. Cẩn thận Lucy. Lucy. Chúng ta sắp về tới rồi. Cố gắng thêm một chút nữa thôi. Peter. Có chuyện gì hả Peter? Giờ Buddy đang ở nhà một mình. Giờ cô thì không nhớ tắt bếp dư nữa. Tới đó thôi. Buddy. Buddy. Chào, có chuyện gì vậy? Buddy. Cũng may là có Robert vào tắt bếp giùm, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Xin lỗi rồi, lẽ ra cô phải cẩn thận hơn. Con sẽ chỉ cô vài mẹo hay để sử dụng bếp đúng cách. Lúc đang dùng bếp ga, tuyệt đối không được lơ là. Nồi nước có thể sôi và bắt đầu cháy. Nguyên liệu có thể bị tràn ra và dẫn tới rò rỉ ga.
Với lại trước khi sử dụng bếp ga thì phải thử xem có ngửi thấy mùi ga hay không. Nếu chúng ta vô tình bật bếp lúc ga đang bị rò rỉ, nó sẽ nổ. Nên làm ơn hãy kiểm tra kỹ. Đồng thời, lúc bật bếp ga phải kiểm tra lửa đã cháy chưa. Nếu chúng ta bật bếp khi lửa đang tắt thì ga sẽ bị rò rỉ. Cuối cùng, sau khi sử dụng thì phải khóa ga lại để giảm thiểu rủi ro cháy nổ. Nếu sợ quên công đoạn này thì có thể gắn chuông báo để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. Hiểu rồi, cảm ơn rồi. Mẹ ơi, tụi con ăn mứt được chứ? Được, nhưng mứt đâu hết rồi ta? Anh để. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Peter làm lính cứu hỏa trong một ngày. Các em nhìn nè, em kéo chút an toàn ra, hướng dò nước về hướng nam cháy và bóp đòn bẩy để phun nước. Giờ thử nào. Cái chốt không chịu ra. Peter, chúc mừng em đã trở thành lính cứu hỏa. Wow, tuyệt vời. Yeah. Wow, trông anh như là một lính cứu hỏa. Ba tự hào về con trai. Thầy sẽ tìm một nơi tốt để đặt bình chữa cháy này. Đừng tìm mẹ ơi, nơi an toàn trong nhà chính là trong tay của con đây. Con nói đúng, để cho con tự tìm cách đi em. Hả? Ôi cháy, cháy rồi. Ôi con. Mọi người an toàn. Có thấy con giống một lính cứu hỏa không? Giống. Peter, con đã làm rất tốt đó. Anh mình là tuyệt nhất. Khoan nào bớt đi, lùi lại, nguy hiểm đó. An toàn rồi. Đó là Peter. Ôi trời, con có tưởng là cháy chứ. Ôi trời, con là mẹ sợ quá. Áo của mình cháy rồi. Cái gì vậy? Lẽ nào ba ơi, con ở đây nè, để con. Peter, không có cháy đâu. Hay à. Ôi, món thịt nướng thơm quá. Anh yêu, món thịt xong chưa? Thịt sắp chín rồi. Hả? Con cháy. Cháy. Xem đi xíu. Peter, con làm gì vậy? Con vừa dập ngọn lửa nè. Peter làm hư món thịt nướng của con rồi. Peter, ngọn lửa lúc nãy không hề nguy hiểm, chỉ chút mỡ tiếp xúc với than thôi. Đúng vậy đó, là chuyện bình thường khi con nướng thức ăn thôi mà. Mẹ, chính những suy nghĩ không sao này sẽ dẫn tới một đám cháy nguy hiểm lắm đó. Và đây cũng là lần cuối cùng. Ba sẽ giữ nó. Peter. Ba, không. Hả? Nó phải ở đâu đó quanh đây. Ồ, thấy rồi. Cái gì vậy bớt đi? Cháy rồi. Sao cái bình không dùng được vậy nè? Bớt đi, có chuyện gì vậy? Ba. Peter. Gì vậy Jean? Thôi, cậu hãy chạy tới nhà Peter nhanh lên. Đang có đám cháy ở gara đó. Mình biết rồi. Rồi. Có ai bị thương không? Không, mọi người không sao. Để con xem ngọn lửa, mọi người tìm chỗ nào an toàn trú trước đi. Được rồi. Cảm ơn rồi. Ngọn lửa đó có thể thiêu rụi căn nhà. Xin lỗi mọi người, nhưng bình chữa cháy này không sử dụng được. Peter, em cho anh xem cái bình được không? Dạ được rồi. Nói anh nghe nào, em vẫn luôn sử dụng hả? Em luôn dùng khi tưởng có cháy. Peter, bình chữa cháy thông thường không thể xài nhiều lần được. Khi bình chữa cháy xài nhiều lần,
ga bên trong sẽ cạn và áp suất sẽ giảm nên sẽ không phun ra được gì. Em phải kiểm tra bình chữa cháy thường xuyên để xem nó có đủ áp suất hay không. Cách tốt nhất là đặt bình chữa cháy ở cạnh lối thoát hiểm để dễ tìm thấy. Để sử dụng được bình chữa cháy, phải kéo chốt an toàn, đứng ngược chiều hướng gió và hướng thẳng vòi nước vào đám cháy. Sau đó bóp tay cầm để dập tắt ngọn lửa. Peter, em rất dũng cảm khi cố gắng xài bình chữa cháy để dập lửa, nhưng đi tránh ngọn lửa mới là cách em nên làm. Anh nói đúng rồi. Vui nào Peter, con đã cố gắng để bảo vệ gia đình an toàn. Dạ, đúng vậy. Được rồi. Bây giờ đổi cái bình cũ cho anh để lấy bình mới nè. Tuyệt, bình chữa cháy mới. Và nó sẽ phải được giữ cẩn thận. Con hứa lần này sẽ không làm bậy nữa đâu. Cho con cầm đi mà. Không được. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim không được gọi báo cháy giả. Chào các em, chúc một ngày học vui vẻ. Ô, Scooby. Hả, sao? Cái thắng xe bị sao vậy? Có phải phân chim không vậy? À, còn có ốc đâu? Ghê quá đi. Scooby, anh đến đi tắm đây. Ai đó lấy nó ra cho anh đây. Là giả đó. Nhớ cẩn thận phân chim đó Scooby. Em cần giúp đỡ. Mini bị co rút lại rồi. Hả? Co rút là sao? À, cứu em. Em bị nhỏ lại rồi. Mini, sao có thể như vậy được? Em lại lừa được chị rồi. Hôm nay là cá tháng tư. Hả? Hôm nay sao? Có ai tới rồi. Hả? Các cậu đang học bài hả? Thật không bình thường. Ừ, cho bài kiểm tra. Yeah, có bài kiểm tra hôm nay. Hả? Kiểm tra? Đừng nói với mình là cậu quên rồi nha. Phải không, Johnny? À, sao mình quên được? Hả? Mình có một ý này. Linh ơi, các em có chuyện gì vậy? Ai đó đã làm đổ hết thùng rác ở trong phố. Sao? Giờ rác bay khắp nơi trong thành phố rồi. Không chỉ vậy, ai đó đã chạy qua nó. Giờ bây giờ nó càng ghê hơn nữa. Không thể như vậy được. Để đi coi. Phá hủy cả bưu điện sao? Thiệt hả? Bánh xe cất cao như núi sao? Có thật không? Tiệm đồ chơi đang tặng miễn phí. Max vừa đi qua và sau đó có chuyện xảy ra. Dạ, anh ấy ngã từ trên cây và đụng phải đầu. Sao Max trèo lên cây với cái bánh xe? Ý còn anh ấy đang lái xe rồi đâm vào bụng. Ý còn lại nữa. Ôi trời, lần thứ ba trong tháng rồi. Mau lên. Tụi mình giỏi quá. Mình đã lừa được hết mọi người rồi. Rồi, kế tiếp. Cô đang cháy ở bến tàu. Phải, nó đang cháy ở khắp mọi nơi. Chị phải làm gì đi? Chị đã biết rồi. Thôi. Yeah, mình đã lừa được mọi người. Bây giờ là cháy thiệt rồi. Cháy lớn quá, ôi trời. Jean đây có thể giúp gì? Em cần giúp, là cô đang cháy ở nhà máy. Hả? Không phải em nói có cháy ở bến tàu sao? Dạ, thật ra em đã nói dối. Hả, Peter? Em có biết làm vậy rất nguy hiểm hay không hả? Em xin lỗi, nhưng lần này là thật đó. Tin em đi. Lần này là cháy thật rồi. Hả? Rồi, đám cháy ở bến tàu là giả. Hả? Nhưng bây giờ có một đám cháy thật ở nhà máy. Cậu biết phải làm gì rồi đó. Được rồi, mình đến đó đi. Hả?
rồi. Em cảm thấy thật là tệ. Các em, những cuộc gọi lừa người như vậy sẽ mang lại hậu quả khó lường. Nói dối như vậy không chỉ phạm pháp. Khi em nói dối về đám cháy, lính cứu hỏa sẽ tập hợp đến nơi không cần thiết. Vấn đề xảy ra, nếu như có đám cháy thật, họ sẽ không thể đến nơi cứu lửa kịp thời, và nó sẽ gây ra thiệt hại khôn lường. Cuộc gọi lừa gạt như vậy có thể đẩy người khác vào nguy hiểm. Hèn chi Jin trông có vẻ rất giận. Tụi em sẽ không gọi lừa ai nữa. Tụi em nói không? Đúng vậy, sẽ không lừa ai nữa đâu. Sao lại lừa mọi người? Cái gì đó? Xin lỗi. Đứng lại. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Sự ghé thăm của vị anh hùng. Bắt mình đi. Peter, đợi đã. Nè, sao chậm vậy? Peter, cẩn thận, sao lại đứng lên đây chứ? Hả? Cậu ấy không cố ý. Nhưng mà anh là ai vậy? Anh là lính cứu hỏa và cũng là người bắt những đứa trẻ nghịch ngợm đó. Lính cứu hỏa? Phải, nếu em còn đứng lên đây nữa, em chắc chắn sẽ bị phạt đó. Dạ. Hả? Dập hết rồi nè. Và áo của anh đây, nó sẽ bảo vệ anh khỏi nhiệt độ nóng nhất. Cô em là một người thật tài giỏi. Mình về rồi đây, đây. Chào mọi người. Đây là Tommy, người lính cứu hỏa mà mình đã nói đến đó. Chào Tommy. Chào tất cả mọi người. Anh đã được nghe biết đến nhà phát minh tài giỏi ở phố Broom. Quả thật như vậy. Nhà phát minh tài giỏi sao? Cậu ấy giỏi lắm đó. Hãy cho em biết nếu anh cần giúp đỡ trong việc cứu hộ. Cảm ơn, anh biết rồi. Wow, máy phát minh của em để ở trong nhà kho rồi. Anh đợi đây đem đi lấy. Việc này tốn nhiều thời gian hơn anh tưởng đó. Chú Builder sẽ không biết làm gì nếu thiếu Tommy. Anh ấy như siêu anh hùng lính cứu hỏa vậy. Hả? Cái gì? Các cậu đang nói đến cái người luôn vô duyên vô cớ bắt lỗi bọn mình đó hả? Phải không? Peter, không được nói Tommy như vậy. Không nghĩ hai cậu lại bên anh ấy như vậy luôn á. Hai cậu nên ở đó vào ngày hôm qua. Hai cậu còn nghĩ là anh ấy tốt nữa hay không? Peter, đáng lẽ lúc đầu cậu không nên giỡn như vậy đâu. Vậy chứ? Mình tin Tommy, cậu lúc nào cũng gây rắc rối. Sự việc hoàn toàn không phải như vậy. Johnny, cậu nói giúp mình đi. Quả thật cậu không nên giỡn như vậy. Thôi đi Johnny. Đi với mình, mình sẽ cho cậu thấy Tommy không hoàn hảo như cậu tưởng. Thấy chưa? Rồi, không sao rồi. Cậu đã cứu tôi, anh bạn. Nhìn ảnh xem, anh ấy thật tuyệt vời. Thật vậy sao? Peter, mình phải về nhà làm bài tập rồi. Mình cũng vậy. Đợi đã, các cậu hãy về đã. Cho mình một cơ hội để chứng minh được không? Xuống nào. Nhìn mà xem, các cậu có tin được là anh ấy đối xử tệ với con mẹ của Mary hay không? Không sao đâu, mày làm được mà. Mày giỏi lắm. Làm được rồi, anh ấy thật có lòng trắc ẩn. Hả? Không, đừng tin anh ấy. Peter, cậu dừng lại đi, quá đủ rồi. Gặp cậu sau nha. Khoan, đừng đi mà. Jin, có chuyện gì? Có một đám cháy tại nhà kho và một số người đang bị kẹt bên trong. Cậu mau qua đó đi. Mình biết rồi. Mấy em xém bị thương rồi. Mấy em nên biết là không được chơi ở trong đây chứ. Tuyệt vời. Giờ mọi người sẽ thấy được bộ mặt thật của anh ấy. Ba đứa hãy nghe đây. Toàn bộ cỏ khô đều rất dễ cháy. Sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Lùi lại. Peter, Tommy. Lại là em. Đây là lần thứ hai trong tuần em xém bị thương rồi đó. Em xin lỗi. Em có bị phỏng ở đâu không? Có sao không? Dạ,
Chưa rồi, thật là nguy hiểm đó em trai. Mừng là em không sao. Em mừng vì đồ của em có thể dùng được. Cảm ơn Jin. Cảm ơn Tommy. Anh là lính cứu hỏa tuyệt vời nhất. Tommy là anh hùng. Đúng vậy các em. Chúng ta nên biết cảm ơn về những việc làm của các lính cứu hỏa để giúp chúng ta được an toàn. Lính cứu hỏa đã không ngại nguy hiểm để dập tắt những đám cháy, để cứu mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Họ còn trang bị kỹ năng sơ cứu cho những ai bị thương và đảm bảo họ được đưa đến bệnh viện. Họ còn kiểm tra để giảm thiểu tình trạng xảy ra hỏa hoạn. Họ còn giúp mọi người trong trường hợp thiên tai và những nguy hiểm hàng ngày. Nếu có vấn đề gì, họ đều muốn giúp. Thấy chưa? Họ rất tuyệt vời phải không? Lính cứu hỏa là nhất. Lính cứu hỏa là nhất. Cảm ơn anh. Anh đã cứu lấy mạng sống của em. Anh thật sự rất tuyệt vời. Peter, vậy hôm qua cậu đã nói gì? Nói là cái con người vô duyên vô cớ bắt lỗi mình hoài đó hả? Gặp lại các em sau nha. Cảm ơn Tommy. Gặp lại các em sau. Tạm biệt. Một phim Bully và những thương bạn. Tập phim vấn đề an toàn vào những ngày trời tuyết. Tuyết tuyệt quá. Anh làm gì vậy? Tuyết chơi. Là gì vậy? Anh đang làm một cái lâu đài tuyết. Thật sao? Đây, xong rồi. Thật tuyệt vời. Đây trông như tòa lâu đài dành cho công chúa vậy đó. Bây giờ giờ sao? Trông vui đó. Việc tiếp theo là làm một ông người tuyết thật lớn. Để em giúp anh. Đợi em với. Chào mọi người. Nào, nhìn xem mình mang gì. Cậu có sao không vậy? Nó trơn lắm, cậu phải đáp xuống thật là cẩn thận chứ. Mình muốn các cậu xem cái này. Đây là phát minh mới của Jin, là máy hút tuyết. Máy hút tuyết sao? Không phải rất tuyệt sao? Nó giúp ta dọn sạch và làm rất tốt. Khoan. Bị sao vậy? Sao nó không hoạt động nữa vậy? Haley, khoan làm đã. Mình nghĩ cậu nên để Jin sửa nó. Xong. Xong. Đã hoàn thành rồi. Tuyệt. Suzy, anh nghĩ chúng ta nên về nhà thôi. Về nhà hả? Tại sao vậy? Giờ anh đói bụng quá. Nhưng con người tuyết thì sao? Chúng ta để đó. Không được, cậu ấy sẽ ở đây một mình cả tối. Rất đáng sợ. Chúng ta không nên để cậu ấy một mình ở công viên. Rồi, em sẽ đem về. Cái gì? Sao em có thể mang theo người tuyết chứ? Vậy thì anh về một mình đi. Còn em sẽ ở đây với cậu ấy. Được, mặc kệ em đó. Người tuyết của mình. Mình nghĩ như vậy là ổn rồi. Đúng, tiếp theo sẽ đến công viên để dọn tuyết. Tốt, trạm ghế, công viên. Đúng vậy. Em nôn quá à. Giờ người tuyết của mình sẽ an toàn trong nhà. Suzy, người tuyết sẽ chạy ra nếu để ở trong nhà đấy. Thật sao? Trời lạnh quá. Qua đường nào. Dạ được, em qua đây. Không, Suzy, em có sao không? Đau. Hey, là đèn đỏ. Ôi, không. Mình sắp được rồi, không dừng lại được. Tránh ra. Ừ.
Thật may là mọi người không sao, nhưng mà xém chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Kevin, Suzy, khi trời tuyết, đường sẽ rất là trơn trượt. Trường hợp này, xe và người sẽ rất dễ gặp tai nạn. Xe không thể nào thắng gấp trên đường tuyết, nên chúng ta phải đặc biệt cẩn thận khi quyết định băng qua đường lớn, hoặc là chúng ta đứng đợi cho các xe qua hết, hoặc là chúng ta phải chắc chắn rằng xe đã dừng hẳn trước khi bước qua đường. Và nếu qua đường với hai tay để trong túi, điều đó cũng không an toàn. Cách tốt nhất là nên mang theo găng tay. Chúng ta cũng nên tránh mặc quần áo màu trắng vào ngày tuyết. Mặc quần áo nhiều màu sẽ dễ nhận ra hơn. Em biết rồi, Polly. Nè mọi người. Hả? Ồ. Dạ, nhìn xem. Wow, nhiều người tuyết quá. À. Dạ, cái người tuyết em mà chỉ có rất nhiều, rất nhiều bạn. Giờ người tuyết của các em sẽ không phải trong tình trạng cô đơn nữa đâu. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Thắt dây an toàn. Lắp xong rồi Scooby. Dây an toàn mới này sẽ giúp bọn trẻ được ngồi an toàn hơn. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Việc này sẽ khiến cho bọn trẻ hài lòng lắm cho coi. Cậu nói đúng. Mình mong cơn mưa mau tạnh để cậu còn đưa bọn trẻ đi dã ngoại vào ngày mai nữa. Ờ, mình cũng mong vậy. Ồ, thật may mắn hôm nay là một ngày đẹp trời. Các em đã sẵn sàng chưa? Chưa hả? Dạ rồi. Chúng em còn đang chờ Kevin và Dad. Hai đứa đâu? Được rồi, mình ngồi cạnh cửa sổ. Dừng lại. Yeah, mình thắng rồi. Vậy không công bằng đó. Cậu không được làm vậy. Mình làm đó. Nè các em ơi, mau dừng lại đi. Đến giờ chúng ta đi rồi, nên anh mong là các em hãy ngồi ngay ngắn lại. Gì đây? Đây là dây thắt mới này. Chúng mới lắm. Đây là loại dây thắt 3 điểm. Nó được chứng thực là an toàn và hiệu quả hơn cái loại cũ đó em. Dây thắt an toàn phải được đeo đúng cách để giữ ta khỏi nguy hiểm khi ngồi ở trong xe. Nếu các em thắt như vậy thì nó sẽ làm cho em bị thương đó. Em biết mà, Scooby. Vậy thì hãy ngồi ngay vào chỗ nào. Nào mọi người cứ làm tốt công việc của mình rồi chúng ta ăn trưa sớm. Chào Mark. Chào Polly. Các cậu có vẻ làm việc chăm chỉ ha. Vì trận mưa hôm qua mà giờ mấy ngọn đồi sạt lở hết. Cậu thế nào? Mình vẫn khỏe. Mình phải đảm bảo mọi thứ vẫn ổn. Mọi người cố gắng làm việc nha. Chào Polly. Wow. Hả? Thôi nào, đến lượt mình ngồi chỗ này rồi. Ê kìa, có con thỏ. Đâu? Cho mình xem với. Chạy mất tiêu rồi. Sao? Mình muốn xem nó. Wow, có con sóc kìa. Đâu? Tránh ra cho mình xem. Cậu lỡ mất tiêu rồi. Mình không thể thấy cảnh bên ngoài vì cái dây thắt này. Con biết kìa. Cái gì? Con sư tử. Con linh dương có thân lên. Ôi thỏ, con đi ra. Không được. Hả? Kia là gì vậy? Hả? Dù nó là gì mình cũng sẽ không để lỡ đâu. Ôi không Kevin, mau về chỗ dây thắt an toàn lại đi. Không chết, bị sạt lở đá rồi. Các em ở trong đó không sao chứ? Tụi em không sao. Dây thắt 3 điểm này đã cứu chúng em đó, Scooby. Ai đã giúp mình vậy? Kevin đâu rồi? Mình ở đây đó. Kevin, cậu làm gì ở đó vậy? Mình chỉ muốn nhìn ra cửa sổ. Cậu cố giữ nha, để mình kéo cậu lên. Ôi không, có ai đó giúp không vậy? Có một bé đang gặp nguy hiểm ở đây nè. Hả? Hình như Scooby đang gặp rắc rối. Bắt được rồi, đừng buông tay. Cậu nhớ đừng buông nha. Không đâu, đừng để mình rơi xuống. Mình chịu hết nổi rồi. Kevin, cẩn thận. Được rồi.
Mọi chuyện ở trong đó thế nào rồi vậy? Cô Lý, em có sao không? May có anh. Cô Lý giỏi lắm. Kevin, giờ em đã biết tại sao việc thắt dây an toàn lại quan trọng tới như vậy chưa? Lúc mới đầu em có thắt dây vào, nhưng rồi... Tai nạn có thể xảy ra chỉ trong tích tắc thôi. Đó là lý do vì sao lái xe đoạn đường ngắn cũng phải thắt dây an toàn vào. Hãy nghe đây các em, điều quan trọng bây giờ là dây an toàn có thể cứu sống chúng ta. Khi xe xảy ra tai nạn va chạm, dây an toàn sẽ giúp chúng ta thoát khỏi bị thương nặng. Và nếu xe chúng ta có bị lật, dây an toàn sẽ giúp chúng ta được an toàn hơn. Khi chúng ta thắt dây an toàn, kiểm tra xem có thắt đúng cách hay chưa và có bị quấn lại ngay trước ngực không. Phải chắc rằng nghe được tiếng click ở dây an toàn. Phải thắt dây an toàn ngay khi ngồi vào trong xe để không quên và bị thương, và luôn cho đầu và tay chúng ta ở trong xe không được đưa ra ngoài. Em biết rồi cô Lý. Khi đến nơi nào đó, đôi lúc sẽ có tai nạn. Nếu tuân thủ an toàn giao thông thì mọi chuyện sẽ ổn. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Đi đường một cách khôn ngoan. Nhưng bánh này không phải cho con, đây là quà bất ngờ cho bà Rora. Hôm nay là sinh nhật bà ấy. Con có thể ăn một miếng không? Nếu em ấy ăn, con cũng muốn. Không cần lo, các con cũng có phần. Tuyệt vời. Em muốn ăn một miếng. Vậy à? Còn anh thì muốn đổi bánh nướng của mẹ với bánh quy sô cô la của bà Rora hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Khác đáng lẽ mang bánh đi giao, nhưng cậu ấy sẽ tới trễ, lúc đó bé sẽ nguội mất. Vậy con mang đi giao cho. Thật sao? Cũng không xa lắm đâu. Mẹ để con đi đây. Được thôi, trong lúc con đi mẹ sẽ nướng bánh cho con, được không? Yeah. Em cũng muốn đi cùng anh. Ý em là sao? Nó xa lắm Suzy. Anh vừa mới nói không xa mà. Đúng vậy. Được rồi các con. Nhớ chúc mừng sinh nhật bà Rora giúp mẹ. Mẹ con không muốn dắt em đi. Nếu em nghe lời thì không có vấn đề gì đúng không Kevin? Không. Con sẽ nghe lời anh chứ. Dạ. Nhớ đi thẳng đường chính nha Kevin. Dạ. Suzy, nhanh lên đi, cái bánh sắp nguội rồi. Em đang cố đây. Kevin, anh đi đâu vậy? Đây là đường tắt đến nhà bà Rora. Nhưng mẹ dặn mình phải đi thẳng tới đường chính mà. Không sao, anh biết nhiều đường xá hơn mẹ đó. Có chắc không đó? Anh chắc mà. Được rồi Cap, đã sửa xong rồi. Thật là tuyệt Amber. Thôi xong rồi, mình còn phải giao đồ giúp mẹ Kevin nữa. Chào Cap, tụi mình gặp lại sau nha. Đường gì kỳ vậy? Sao xe lại chạy sát mình chứ? Thì sẽ có loại đường vậy mà, đúng không? Nè anh bạn, mau lùi lại, tôi tới trước mà. Anh bạn đang nói gì vậy? Rõ ràng tôi tới trước mà. Nếu anh sợ, tôi tới trước mà. Qua trong một chiếc, tôi sẽ làm gì mà anh nói gì hơn. Mình sắp tới rồi. Rốt cuộc ai mới chịu thua? Mình nghĩ mình đi đường này sẽ nhanh thật. Kevin, để em cầm giúp cho. Cảm ơn Suzy. Có chuyện gì vậy khác? Em có sao không? Bánh đó là của bà Rora. Không sao đâu. Chị tin rằng bà Rora sẽ rất vui khi cả hai em đều an toàn. Cap, cậu sao vậy? Cậu biết rằng phải thật cẩn thận và nhìn kỹ người đi đường khi đi những con đường nhỏ này mà. Mình xin lỗi Bolly, đều là lỗi của mình hết.
À, Kevin, Suchi, có một số luật đơn giản các em phải tuân theo khi đi những nơi không có vỉa hè này, và anh sẽ dạy cho hai em biết. Được rồi. Đầu tiên, luôn đi vào sát hai bên đường, không đi ngay giữa. Nếu em đi giữa đường, em sẽ không thấy xe chạy tới phía sau em, như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Điều hai, luôn dừng lại và di chuyển qua hai bên khi xe muốn đi qua, đợi họ qua mình mới đi tiếp. Tài xế không phải lúc nào cũng nhìn thấy mình. Luôn dừng và nhìn kỹ xung quanh trước khi sang, không được chạy. Điều ba, khi em đi trong con đường hẹp, không nên đi thành hai hàng, chỉ nên đi thành từng người. Chúng ta cũng nên lưu ý là không nên mang đồ vật ở phía có xe chạy. Một khi xe chạy quá sát ta, chỉ cần đụng nhẹ cũng gây ra tai nạn được. Nên chỉ cần tuân theo luật thì cho dù đi vào đường hẻm nhỏ cũng an toàn cho tất cả mọi người. Biết rồi, Polly. Thật là tuyệt, nhưng cái bánh bị hỏng rồi. Đúng vậy. Cách, mẹ có nướng bánh cho chúng ta đó. Đúng rồi. Bà Rosa ơi, chúng con tới rồi. Ôi, bất ngờ quá. Chúc mừng sinh nhật bà Rosa. Mừng các con. Đây là bánh mẹ con làm tặng bà. Ôi, mẹ con thật là khách sáo. Vào trong đi, bà cũng có thứ này muốn cho các con đây. Wow, bánh quy sô-cô-la. Đây là bánh quy anh thích nhất trên toàn thế giới này. Đây là bánh em thích nhất trên toàn vũ trụ này. Bà cũng thừa nhận, bà cũng thích ăn nó. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Chạy xe đạp một cách an toàn. Hãy xem mẹ vừa mới mua gì nè. Mẹ, đây là xe đạp cho con gái, không phải cho con trai. Đừng nói bừa vậy, đây là mẫu xe đạp mới nhất vừa mới phát hành đó. Nhìn cái rổ dễ thương này mà xem, rất thích hợp cho mùa sắm. Con sẽ không bao giờ đạp nó đâu. Tại sao? Con chỉ cần điều chỉnh yên ghế vừa với chiều cao. Không bao giờ, không. Có điện thoại. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Kevin. Đến. Chào Suzy. Chào Đốc. Nên, chắc đây là xe của cậu, đúng không? Đây là xe dành cho con gái mà. Ừ thì sao? Đây là mẫu xe đạp mới nhất đó nha. Vậy hả? Mẹ nói vậy á. Đúng vậy. Hãy nhìn rổ xe xem, nó thiết kế đẹp nhất từ khi xe đạp ra đời. Thật hả? Suzy, em nói với mẹ anh chạy xe đạp ra công viên chơi nha. Kevin, đi nào đó. Ok, chào Suzy. Đợi cứu hộ xin nghe, đây là Jean. Thật sao? Đèn giao thông bị hỏng rồi sao? Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay. Đèn giao thông trên đường số 12 bị hư rồi. Rất nhiều trẻ em chơi ở khu vực đó, vậy thật không an toàn rồi. Mình sẽ đi xem. Haley, đi nào. Được, Polly. Kevin, xe của cậu hơi quá khổ quá. Không thể nào. Xe này phù hợp với mình nhất. Vậy hả? Mình lại thấy nó hơi lớn. Đến, cậu muốn chạy tới công viên không? Được. Đi nào. Mình chỉ đang cố ý chạy chậm thôi. Nếu mình đi nhanh từ đầu, mình sẽ tới nơi quá sớm. Được thôi. Gặp cậu ở công viên nha. Được rồi, chạy ở đây dễ hơn so với chạy trên vỉa hè. Ủa, Kevin đâu rồi? Chắc chưa vượt qua mình đâu. Mình phải nhanh lên. Mình mệt quá. Polly, mình đang ở phía trên cái đèn, sẽ đi xuống và kiểm tra đó. Được rồi, Haley, mình sẽ tới đó sớm. Hả? Chuyện gì vậy, Haley? Con chân.
Kevin, em nên chú ý hơn. Em đã xém gặp tai nạn rồi. Em không nghĩ em đã làm chuyện gì nguy hiểm cả. Nên đó là lý do tại sao việc học cách chạy xe đạp an toàn lại quan trọng tới như vậy. Dạ. Chúng ta chỉ được chạy xe đạp ở những nơi quy định, như ở khu dành cho xe đạp hay sân công viên, nơi không có xe chạy. Đường xá thông thường có rất nhiều xe cộ. Nếu chúng ta chạy xe đạp như vậy thì có thể gây tai nạn. Chúng ta phải luôn nhớ đeo đồ bảo hộ khi chạy xe đạp. Nón bảo hiểm, miếng bọc khuỷu tay và đầu gối có thể bảo vệ chúng ta trong trường hợp bị té ngã hay gặp tai nạn trên đường. Và đảm bảo chiều cao của ghế ngồi phải vừa tầm với chúng ta để có thể chạy được thoải mái hơn. Việc chạy xe quá cổ hay quá nhỏ so với cơ thể chúng ta sẽ khiến cho việc chạy xe không còn được an toàn nữa. Dạ, em biết rồi Polly. Và nhớ kiểm tra những bước cơ bản về an toàn xe mỗi lần chạy nha. Kiểm tra phần bánh xe để đề phòng nó bị xì hơi. Phải chắc chắn phần thắng xe không có vấn đề gì ha. Chạy xe trước hết cần phải an toàn đã. Khi làm đủ hết mọi bước trên thì chạy xe mới thoải mái được. Đây là ghế phù hợp với chiều cao của em. Nhớ mang theo đồ bảo hộ và rồi mới tập chạy. Cảm ơn Polly. Cậu có chắc đây là xe của cậu không vậy? Đương nhiên rồi. Là xe của mẹ cậu thì đúng không? Đây không phải xe mẹ mình. Vậy chắc là xe của Suzy rồi. Thì nó không buồn rồi đó. Rút lại đó lại đi. Rút lại đó lại. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim không được chơi trong bãi giữ xe. Ta-da. Mẹ, cái gì vậy? Đây là danh sách những thứ chúng ta cần mua vào hôm nay. Thật sao? Tất cả. Siêu thị Room đang có chương trình giảm giá. Chúng ta phải nhanh chân đến đó trước khi họ bán hết mọi thứ. Con có thể mua game chơi không? Con muốn một con gói bông mới. Các con, những thứ đó sẽ không có trong danh sách. Được rồi, thắt dây vào nào. Chúng ta đi nào. Dạ được. Yeah. Ồ, nhìn đống xe kìa. Bên kia kìa mẹ, nhìn xem. Được rồi. Ôi trời ơi, các con có sao không? Ôi không, mình đến trễ rồi. Mẹ ơi, nhanh đi, có chỗ kìa. Ở đâu nào? Đã có xe đậu rồi. Mẹ ơi, mình sẽ không đậu xe được đâu. Mẹ không bỏ cuộc đâu. Có chỗ rồi. Tuyệt vời. Được rồi. Hayley, vậy giao thông thành phố thế nào rồi? Thật ra thì siêu thị Room đã có giảm giá. Tất cả con đường quanh đó đều kẹt xe. Ôi không, sao mình lại quên mất về sự kiện đó chứ? Ôi, mình đang định mua bộ áo bơi mới. Lỡ như bán hết rồi thì tính làm sao đây? Jin, cậu không nghĩ mình cần phải lo cho giao thông trước sao chứ? Hayley, đi xem nào. Ok. Nào, giờ ngồi đợi mẹ đi mở cửa xe. Cẩn thận. Mẹ nên nhìn cẩn thận chứ. Mẹ đã bảo con đợi mà. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Dừng lại. Được rồi, giờ đi nào. Mình nghĩ bây giờ đã ổn định rồi. Hayley, trên đó tình hình thế nào rồi? Ôi, mình thấy vẫn còn nhiều xe đang đi tới siêu thị. Thật sao? Được rồi, để mình qua đó xem thử. Được rồi. Trễ rồi, mình đã bị trễ rồi. Chuyện gì vậy? Nè, xe kia đang chạy không an toàn một chút nào. Mẹ ơi, con đem xe đi trả. Mình có thể xếp cái này ở chỗ này. Cái này ở đây. Xe kia kìa. Oh yeah, đi hết tốc độ, tuyệt vời. Kìa,
hết chỗ đậu xe rồi. Kevin! Cẩn thận! Dừng lại! Kevin! Ôi, may quá! Bãi giữ xe có thể là nơi rất nguy hiểm, vì nên trông chừng trẻ cho cẩn thận. Ôi, nó xảy ra nhanh quá. Và cả chiếc xe hơi này nữa, không nên lái nhanh như vậy trong bãi giữ xe chứ. Tôi thật sự xin lỗi, tôi sợ không kịp mua đồ giảm giá. Kevin, Chuji, hai em cần phải nghe lời anh dặn thật kỹ và phải luôn cảnh giác từ bây giờ. Dạ. Chúng ta không nên chạy nhảy hay chơi đùa trong bãi giữ xe, vì chúng ta sẽ không biết được xe sẽ tới những hướng nào và khi nào. Từ đó rất nguy hiểm, và chúng ta rất dễ bị vấp ngã ở những gờ giảm tốc hoặc là thanh đậu xe, nên chúng ta lúc nào cũng phải đi chậm và quan sát kỹ hai bên đường. Còn nữa, nên nhớ trước khi chúng ta bước ra khỏi xe, phải chắc chắn rằng xe đã dừng hẳn và đảm bảo xung quanh không có xe nào đang di chuyển hết. Khi chúng ta ở trong bãi giữ xe, xung quanh sẽ rất tối và khó nhìn, nên nhớ luôn phải có người lớn dắt theo. Và còn nữa Kevin, em phải luôn biết rằng việc chạy xe đạp hay ngồi trên xe đẩy trong bãi giữ xe là vô cùng nguy hiểm. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi Polly. Mẹ ơi, khi nào chúng ta mới được về nhà? Gần xong rồi. Được rồi, nếu như mình để nó ở đây và di chuyển. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập 9, một ngày mưa. Ôi trời ơi, có phải tụi con đang đọc sách không? Hay trời mưa, đọc sách là một lựa chọn tốt. Ba đến nhà Grab một chút, tạm biệt tụi con. Dạ được, hẹn gặp lại. Ba không ở nhà thì tụi con thấy thoải mái phải không? Tất nhiên. Ba đi chút xíu rồi về. Thoải mái quá. Rất thân trời. Nhanh lên. Tới anh. Nè, của em mà. Đá nào. Mình sẽ đỡ được. Bắn xuống đi. Mấy tên cướp vô phòng đây. Không đời nào. Nhìn đây. Hãy đứng lại đó. Đúng là hết hồn. Còn cháu ngớ ngẩn. Của cậu đây nè. Cảm ơn, mình sẽ trả lại sớm nhất có thể. Ồ, đây có phải là cần câu cá mới không? Cậu thích không? Đây nè, cần câu cá mới này có thể giúp mình bắt được một con cá rô bốn bao và một ngày đẹp trời đó. Dây cuộn dây có tốt không? Tốt chứ, nhìn đây nè, cái này dành cho cá hồi. 10, 9, 8. Chúng ta nên trốn ở đâu? Chúng ta phải tìm một nơi nào đó để trốn. Hả? Đây là nơi tốt nhất. Phải, có lẽ là nơi tốt nhất để tìm thấy trước tiên đó. Phải tìm một nơi tốt hơn để trốn thôi. Hai, một, em đến đây. Tụi anh ở đâu? Đâu của anh? Trời, giờ em sẽ đi tìm Pita.
đó cha. Hả? Không có ai cả. Anh đây hả? Sai nữa rồi. Anh ấy trốn ở đâu? Peter. Sẽ mất nhiều năm mới tìm thấy anh được. Hả? Có phải Peter trên mái nhà không? Cẩn thận. Anh thắng rồi, em không tìm thấy. Peter, ra đây đi. Một lần nữa, Peter là nhà vô địch. Giờ đó. Em có ổn không? Em không sao, cảm ơn chị. Peter, sao em có thể làm chuyện như vậy được? Làm vậy thật nguy hiểm. Em chỉ muốn tìm một nơi ẩn nấp tốt để trốn thôi. Mặc dù nhà của chúng ta có thể là không gian an toàn nhất, nhưng điều tồi tệ vẫn có thể xảy ra. Vì vậy chúng ta cần phải đề phòng. Nếu tụi em chạy trong nhà, tụi em có thể đụng trúng góc bàn ghế, sẽ bị thương. Và đôi khi những thứ trên kệ có thể rớt xuống. Trong nhà bếp và phòng tắm, hãy để mắt đến nước trên mặt đất, đôi khi có thể trượt té, đặc biệt là nếu đang di chuyển nhanh. Cuối cùng, đừng bao giờ đi ra khỏi cửa sổ, đặc biệt khi cửa sổ ở trên cao. Em không phải con chim, nơi tốt nhất để chơi luôn là sân chơi hoặc là một nơi nào đó ở bên ngoài, hiểu không? Tụi em nhớ đó. Tụi em hiểu rồi. Ba đã về rồi đi. Chào ba. Tụi con đã làm tốt lắm đúng không? Ba có bị thương không vậy? Không sao đâu ba ổn. Tiếng thần công của ba. Một viên Bully và những người bạn. Tập 14. Chơi đùa an toàn trong khu vực núi. Chin, xong hết rồi. Tất cả tín hiệu đã được chuẩn bị xong. An toàn tuyệt đối. Mình cũng không thấy có tổ ong hay là rắn ở quanh đây. Cảm ơn mọi người nhiều. Giờ thì tụi nhỏ có nơi an toàn để chơi rồi. Chin, sẵn sàng đi tìm kho báu thôi. Được thôi. Haley, thôi nào, như vậy thì dễ quá. Truy tìm kho báu sẽ chỉ thú vị khi cậu phải tập trung đi tìm một thứ gì đó mà thôi. Mình biết rồi. Nếu ổn rồi thì tụi mình đi tuần đây. Được rồi, cảm ơn nhiều. Thật đó. Mình đâu có một con thỏ. Hả? Thật sao? Lúc nào cũng bị gạt. Cái gì? Peter, trả lại đây. Không trả, xúc xích này ngon lắm. Mình phải ăn hết. Trả cho mình. Được rồi, sẵn sàng đi tìm kho báu như các em. Tìm kho báu. Kho báu nằm trong khu vực này, không ai được bỏ đi xa hết, có biết chưa? Dạ. Cậu nghĩ nó ở đâu? Johnny, dấu vết quá rõ ràng rồi. Tìm được rồi. Mình cũng có nè. Peter, họ tìm được rồi kìa. Yên tâm đi Johnny, tụi mình chung đội mà. Mình là chuyên gia tìm kho báu. Người ta luôn giấu chúng ở những nơi này nè. Bớt bớt đi, chỉ là hòn đá thôi. Sao lạ vậy? Nhìn giống như gợi ý lắm mà. Coi nè, tìm được rồi. Hả? Không biết có gì trong này. Chắc đây là cách duy nhất để tìm rồi. Hả? Cái gì vậy? Là một cái nơ. Dễ thương quá Johnny. Johnny, hả? Mình sẽ đổi bánh để lấy cái nơ. Được thôi, cảm ơn xin đi. Sao? Hai cậu đâu có được đổi như vậy đâu. Peter, tìm được gì cơ? Cậu ấy chỉ tìm được có một hòn đá thôi. Cậu ấy nói mình là chuyên gia. Nhưng dĩ nhiên, mình không cần nó. Cứ chờ nó đi. Mình sẽ tìm được kho báu đẹp hơn hai cậu. Ở đây cũng không có gì hết. Họ đem giấu đi đâu rồi ta?
Đã nói mình là chuyên gia rồi mà. Chắc chắn là ở trong đó đang giấu giải thưởng gì thú vị lắm. Đúng rồi. Cứu, làm ơn cứu với. Mình kiểm tra cabin xong rồi, mau quay lại thôi. Có ai nghe thấy không? Hả? Cứu. Cậu nghe gì không? Là Peter. Ơi không, làm ơn đừng gãy mà. Peter. Rồi. Em không sao chứ? Suýt nữa là có chuyện thật rồi. Em xin lỗi chị nhiều lắm. Em không nên tách khỏi các bạn khi vui chơi ở khu vực còn hoang sơ, vì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngoài ra khi vào khu vực không rõ, có thể em sẽ gặp những động vật hoang dã chưa được thuần hóa và không được hái hay ăn bất cứ thứ gì mọc trong rừng, vì có thể bị trúng độc. Thiên nhiên có rất nhiều thứ xinh đẹp cho chúng ta ngắm, nhưng cũng rất dễ bị đi lạc, nên lúc nào cũng phải đi theo người lớn. Hiểu không Peter? Dạ em hiểu rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn nữa. Hôm nay đi chơi vui ha. Peter, cậu có tìm được gì không? Có chứ sao không. Mình cũng chưa mở nó ra nữa nè. Cùng xem nào. Sao kỳ vậy? Chả có gì. Sao mà không có gì ở trong này hết vậy? Một viên poly và những người bạn. Tập 19, an toàn khi sử dụng điện. Vui quá à. Ồ, còn nhiều nơi để đến nữa đó. Đi thôi nào Monster Truck. Thật là tuyệt vời. Được rồi, cho mình chơi thử đi Johnny. Được rồi, nhưng chỉ một lần thôi. Được rồi, Monster Truck. Chuyện gì vậy? Có bị hỏng không? Hết pin rồi đó. Nhưng chỉ cần để lên đây, cắm vào sẽ được sạc pin ngay thôi. Wow, Johnny, mình có thể sạc pin mình mang về nhà nha. Cái gì? Không được, mình chỉ có một chiếc thôi. Chúng ta giao dịch đi, robot của mình đổi chiếc xe của cậu nè. Cảm ơn Johnny. Peter, cậu có thể mượn trong một tiếng, sau đó đem trả cho mình. Con về rồi. Sạc ở đâu bây giờ ta? Những pha lừa bóng của cầu thủ đội này rất chậm. Nhưng may mắn là đội kia còn chậm hơn. Peter, cầu thủ số 7 này có bóng. Chậm lại cho mẹ đi, mẹ đang làm việc trên máy tính mà. Đây là cầu thủ số 9. Được rồi, mình một sẽ số. Dùng cái này. Peter, con làm ba không coi được rồi nè. Được rồi, cũng không phải cái đó. Vậy cái này nha. Không được đâu. Để lại ổ cắm đó cho em. Được rồi. Mình có thể sạc ở đâu đây? Mình biết rồi. Làm vậy là tốt nhất. Cuối cùng cũng xong rồi. Peter, con làm gì vậy? Thật nguy hiểm khi cắm tất cả các ổ cắm cùng một lúc. Johnny cho con mượn Monster Truck của cậu ấy, và con chỉ sạc pin thôi. Monster Truck? Con đã làm bài tập về nhà chưa vậy? Xin hãy cho con thêm chút thời gian nữa, lát nữa con phải trả lại rồi. Không Peter, làm xong bài tập trước đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy mà mẹ, mẹ ơi. Robert, em đi ra ngoài một chút nha. Được rồi, em đi đi, tạm biệt. Có vẻ như mình không phải hoàn thành bài tập về nhà trước rồi. Chiếc xe đâu ta? Đây rồi. Được rồi, chỉ cần kéo ra ngoài như vậy thôi. Có chuyện gì vậy?
Cuối cùng thì mình cũng có thể chơi Monster Truck. Không. Trời ơi. Ồ, làm ơn chạy đi mà. Ồ, bốc mùi quá. Nếu mình rửa sạch thì chắc chắn là nó sẽ có thể hoạt động. Peter, anh đây. Ờ, đợi đợi mình chút. Mình tới đây lấy lại Monster Truck. Ờ, nhưng Johnny đến sớm quá. Được rồi, đây nè. Ờ, nhưng sao bị ướt vậy? Mình cũng không biết nữa. Vậy, tại sao không hoạt động? Có bị hỏng không? Dạ. À, không phải vậy đâu. Mình nghĩ chỉ cần nạp năng lượng là sẽ hoạt động thôi à. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Cắm nó vào. Cậu ổn chứ? Cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi, giúp cháy rồi. Cháy trong nhà của Peter. Cháy rồi. Mau lên, tránh xa chỗ này ra đi. Được rồi. Rồi, đỡ hơn chưa? Rồi em Bo, em thật sự cảm thấy rất sợ. Peter, chị nói em nghe, từ giờ em phải luôn cẩn thận với các thiết bị điện. Nếu như em cắm hoặc rút bất cứ thứ gì từ ổ cắm bằng tay ướt là một việc rất nguy hiểm. Nếu có gì đó bị ẩm ướt thì em có thể bị điện giật rất nghiêm trọng. Nếu em rút vít cắm bằng cách kéo dây điện như vậy thì em có thể làm xước bên ngoài có thể đầu dây điện ra. Thay vào đó phải luôn luôn cầm chặt vít cắm. Cuối cùng, đừng bao giờ cắm quá nhiều vít cắm vào một ổ cắm cùng một lúc vì có thể quá nóng và gây ra quả quạng. Hiểu chưa vậy? Em hiểu rồi Amber, và em hứa sau này em sẽ cẩn thận hơn. Em cũng sẽ cẩn thận. Ôi không, không. Đồ mất chắc mình.